Chúng ta biết rằng là để cơ thể hoạt động được thì chúng ta sẽ cần có sự chuyển hóa của các protein, protein, lipid, rồi glucose để sản sinh ra năng lượng. Và trong có quá trình chuyển hóa đó thì nó cũng sẽ sản sinh ra những cái chất, các gốc tự do, rồi các sản phẩm của quá trình chuyển hóa, và các rối loạn chuyển hóa thì nó sẽ dẫn đến những cái rối loạn trong cơ thể. Thì acid uric cũng chỉ là một cái thành phần trong các quá trình chuyển hóa đó, và có tồn tại trong cơ thể chúng ta, có cả cái trạng thái bình thường cũng như là trạng thái bất thường, thì chúng ta sẽ nhìn lại những cái mối liên gọi là có một cái sự liên quan gì giữa acid uric và bệnh lý tim mạch. Vì trước nay đến nay chúng ta cũng chỉ quan tâm đến là khi các rối loạn về chuyển hóa acid uric thì nó sẽ dẫn đến các tình trạng của bệnh khớp như là gút vân vân hay là sỏi thận. Thì con người theo cái sự tiến hóa hơn so với các loài bò sát thì là ở chúng ta có được cái quá trình tạo ra cái acid uric là sản phẩm cuối cùng của cái một cái nhân của các protein có nhân purin, nhờ vào cái có enzyme xanthin oxidase, và cái enzyme này thì có nhiều ở gan, ruột, non, và gần đây thì người ta thấy là nó xuất hiện nhiều ở trong các lòng mạch, nội mô của các mạch máu. Và vì cái sự tiến hóa đó thì cơ thể chúng ta, con người ta, chúng ta lại bị đối diện với cái việc là tình trạng tăng cái acid uric. Thế thì để duy trì được một cái trạng thái acid uric trong cơ thể với một cái nồng độ ổn định thì chúng ta cơ thể luôn luôn có sự tổng hợp ra, cũng như phải có cái sự bài tiết. Thì 1/3 cái số bài tiết mà chúng ta tổng hợp hàng ngày đó cũng như nhập vào hoặc là của các tế bào sản sinh ra thì được bài tiết qua ruột. Thế còn 2/3 thì được bài tiết qua thận. Trong đó thì hoàn toàn acid uric lúc đầu được lọc hoàn toàn qua cầu thận. Sau đó thì được tái hấp thu gần như hoàn toàn, rồi lại bài tiết lại và trong cái ống lượn gần khoảng 50%, sau đó nó lại được tái hấp thu một lần nữa, và cuối cùng là thải ra khoảng 8-12% để đạt ra được cái nồng độ hằng định trong cơ thể của chúng ta. Và khi mà có những cái rối loạn của cái quá trình tổng hợp cũng như là quá trình cung cấp hoặc là quá trình bài tiết thì sẽ dẫn đến cái tình trạng tăng acid uric máu. Thì người ta thống kê thấy rằng là có các nguyên nhân nếu mà quá cái mức cung cấp thì là khoảng 10%, trong đó là liên quan đến cái thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày, bao gồm có thịt bò, thịt là heo, gò đeo thì thường là những thịt đỏ, và thịt cừu. Thế còn có hải sản thì chúng ta có tôm, rồi cá ngừ, và các nguồn gốc cung cấp đến từ bia, rượu, vân. Các tổng từ trong gọi là không có phải liên quan đến thức ăn, do những cái sản phẩm chuyển hóa của chính trong cơ thể chúng ta thường xuất hiện ở những cái bệnh nhân có bệnh lý ác tính hoặc là những cái hội chứng ly giải khối u. Đấy, còn những cái nguyên nhân mà liên quan đến cái bất thường về gen, chẳng hạn như là thiếu cái men HGPRT thường xảy ra ở nam giới, hoặc là cái men mà quá hoạt động cái PPARS này, thì những cái nguyên này cũng rất là hiếm, gần như là cái tỷ lệ rất nhỏ. Ngoài ra thì có một số những cái bệnh cũng liên quan đến gen, đó là cái bệnh mà nó rối loạn những cái sử dụng cái kho glycogen ở gan. Và cái nguyên nhân chiếm đa số thì lại là nguyên nhân về bài tiết không thỏa đáng, là chiếm khoảng 90%, trong đó là chúng ta có bài tiết sử dụng các thuốc lợi tiểu, chẳng hạn như là cái nguồn chủ yếu là cái nhóm thiazid, là nó do có cái tranh chấp đào thải cái acid uric ở cái ống lượn gần, do nó có cùng một cái hệ đào thải của cái chất acid hữu cơ. Còn hoặc là có thức tình trạng suy thận mà chúng ta sẽ giảm mức lọc, giảm vào cái mức lọc cầu thận, hoặc là giảm về rối loạn các chức năng tái hấp thu của bài tiết. Và cái đối với cái việc mà uống rượu thì nó sẽ có bao gồm cả cái tình trạng là quá cung cấp cũng như là cái tình trạng giảm bài tiết. Trên một nền có các yếu tố nguy cơ, đó là thường gặp ở nam giới, rồi tuổi trung niên trở lên, và cái tình trạng thừa cân béo phì. Về bệnh thì nó diễn ra cũng gọi là dao động, và nó sẽ thay đổi, chiếm khoảng từ 2-18% dân số, tùy vào từng vùng, từng nguy cơ, từng đối tượng nghề nghiệp. Và nhưng mà riêng đối với trước đây thì chúng ta luôn coi rằng là cái bệnh gút thì là hay xảy ra ở nam giới. Tuy nhiên thì ở sau cái độ tuổi mãn kinh thì người ta nhận thấy rằng là cái tần số xuất hiện cả ở nữ và ở nam là tương đương như nhau. Điều này thì có thể là liên quan đến là trước nữ khi mà còn kinh nguyệt thì là có cái estrogen, nó có hiệu quả của bài tiết acid uric, thì khi mãn kinh rồi thì sẽ thấy tương đương như với nam giới, và cái tần suất xuất hiện như nhau. Xuất hiện nhiều hơn ở những cái chủng tộc Mỹ Phi, và xuất hiện đối với những người bị bệnh thận rồi sử dụng thuốc lợi tiểu. Các bệnh nhân tăng huyết áp mà có các xuất lý các tình trạng mà bệnh lý vi mạch thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng tổn thương, giảm bài tiết cũng như là cái tăng cái mức sản xuất từ cái adenosine đấy, thì cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng là tăng cái acid uric, và ở những cái người thì tiêu thụ rượu.
một số những cái thực phẩm có liên quan đến cái việc tăng axit uric máu thì trong cái bảng này chúng ta nhìn thấy những cái thực phẩm mà có vitamin C hay cà phê thì nó không gần như là không ảnh hưởng, thậm chí là có một phần bảo vệ. Và thịt thì bắt đầu tăng lên khoảng 41%, hải sản cũng tăng lên khoảng 51%. Rồi các đồ uống, cả các đồ uống mà có nước ngọt, rồi là các chế phẩm ngọt mà có đường fructo thì cái tỷ lệ tăng cái nguy cơ tăng cái axit uric lên rất cao, hai lần so với là người mình không tiêu thụ. Và đặc biệt là ở những cái người mà dùng rượu thì đặc bia, dù chỉ là bia 2/2 khẩu phần một ngày cũng tăng lên 2.5 lần, rồi rượu mạnh cũng tăng lên 1.6 lần, và đối với rượu vang thì không bị ảnh hưởng, tuy nhiên thì cũng trên cái mức, tức là không phải là có yếu tố bảo vệ. Một số thuốc cũng có liên quan đến cái nguy cơ tăng acid uric máu. Thì họ nhận thấy rằng các thuốc chỉ có về các thuốc huyết áp, chỉ có cái thuốc chặn kênh canxi và dưới dòng ức chế thụ thể ức chế men chuyển thì chỉ có cái nhóm lô sạc tăng thì có nghiên cứu được là nó có giảm cái axit uric. Còn lại các thuốc ức chế men chuyển ức chế thụ thể có ít nhiều là có liên quan đến cái việc mà làm gia tăng axit uric, cũng như kể cả aspirin, chặn beta và đặc biệt là cái thuốc lợi tiểu, đặc biệt là cái nhóm thiazid. Thì vậy thì acid uric nó ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta như thế nào? Thì trước đây người ta đã nhận thấy rằng acid uric bản thân nó là một chất chống oxy hóa mạnh và giúp cho cơ thể đào thải các gốc tự do, và chống lại cả các quá trình ung thư hóa. Vậy thì tại sao lại có một cái nghịch lý liên quan nữa, cái acid uric là chất chống oxy hóa mà lại gây ra những cái rối loạn như vậy? Thì một cái nghiên cứu, người ta nghiên cứu về cái vai trò của acid uric đối với cả trong cái vai trò chống oxy hóa ở các bệnh mà rối loạn thần kinh, thì họ nhận thấy rằng các tổn thương cái oxy hóa này nó là một cái tiến trình của các bệnh lý thoái hóa thần kinh cũng như là cái tổn thương mô thần kinh. Và cái acid uric thì nó có một cái vai trò nội sinh chống lại nó ở cái con người cũng như ở loài chim và một số loài bò sát. Đấy, thì các nghiên cứu họ so sánh, họ nhận thấy rằng là nếu như mà giảm được cái acid uric này thì là nó sẽ những cái người ở những cái đối tượng mà giảm cái acid uric thì lại có nguy cơ tăng cái tần suất cái bệnh viêm cũng như là các stress oxy hóa mà dẫn đến những cái tình trạng đấy, và cái tình trạng đó nó được cải thiện khi mà những cái bệnh nhân này được cung cấp vào những cái thực phẩm tiền gọi là có những cái thành phần như là purine để sau đó lại tạo ra được acid uric. Cũng tương tự như vậy thì những cái điều trị người ta gợi ý là rằng áp dụng cho các bệnh nhân bị bệnh đa xơ cứng rải rác, rồi bệnh Alzheimer, rồi bệnh Parkinson, hay thậm chí kể cả các biến cố thiếu máu, là họ sẽ cung cấp những cái thuốc mà có giống như là có thành phần purine đó. Tuy nhiên thì những cái bằng chứng đó thì cũng hãy còn có nhiều cái nghiên cứu và tranh cãi, và họ cũng nghĩ đến rằng là cái tổn thương cái vai trò của acid uric bằng cách là nó sẽ đào thải các gốc tự do liên quan đến cái việc là nó gắp đi được các gốc pyroxenitrite. Vậy thì cái tranh cãi đó, nó cái mâu thuẫn này nó xảy ra ở đâu? Thì sau đó thì họ lại nhận thấy rằng cái acid uric này nó có vai trò chống oxy hóa, nó có vai trò bảo vệ trong cơ thể đó, nhưng nó lại chỉ diễn ra được ở trong cái môi trường ưa nước. Môi trường ưa nước là cái môi trường mà trong lòng mạch, và cái quá trình đó nó sẽ có hiệu quả khi mà có vai trò song hành của cái acid ascorbic đi cùng, và cũng bị hạn chế lại bởi cái vai trò khi mà có xuất hiện của cái yếu tố như là bicarbonate. Và một cái điều đáng buồn đó là cái cơ chế đó lại hoàn toàn bị mất đi khi mà nó diễn ra ở trong cái môi trường ưa mỡ, đặc biệt là cái môi trường, và môi trường ưa mỡ là cái môi trường ở trong tế bào, đặc biệt là trong các tế bào mỡ và các mô mỡ, thì acid uric nó lại là gây ra những cái quá trình kích thích cái oxy hóa, những cái thành phần LDL kích thích trong các quá trình trong tế bào thông qua cái men NADPH này, và gây ra một loạt các phản ứng oxy hóa. Các phản ứng oxy hóa đó sẽ gây ra một loạt các chất anthelekin cũng như các thành phần cytokine lần trước trong cái mô mỡ, và nó dẫn đến cái tình trạng đề kháng insulin, dẫn đến rối loạn chức năng nội mạc. Các stress oxy hóa đó và tất cả các sản phẩm đó nó sẽ kích hoạt những cái hóa ứng động bạch cầu, sản sinh ra một loạt những cái thành phần viêm cũng như chống viêm và gây ra phản ứng viêm, rồi từ đó là trong cái bài hội chứng chuyển hóa lần trước đã nói là họ sẽ dẫn đến cái rối loạn của bệnh lý tim mạch. Vậy thì cái sinh lý bệnh của liên quan đến tăng acid uric máu là một cái chất mà chống oxy hóa nhưng lại liên quan đến quá trình gây oxy hóa, đó là nó sẽ khởi kích ở trong cái môi trường tế bào, đặc biệt là môi trường ưa mỡ, là kích thích cái thụ thể hệ thống renin angiotensin, kích thích các sản phẩm của các hóa ứng động gây ra hóa ứng động bạch cầu, các sản phẩm của quá trình NADPH là một cái men gây ra oxy hóa và dẫn đến là giảm cái sản sinh NO có hiệu quả giãn mạch cũng như là gây ra hiệu quả các chất trung gian
gan gây co mạch, từ đó nó dẫn đến là rối loạn chức năng nội mạch, dẫn đến các bệnh lý sơ vữa như bệnh động mạch vành, tai biến, suy tim, rồi bệnh lý mạch thận, mao mạch, bệnh lý vi mạch thận, rồi tình trạng tăng huyết áp, đột quỵ, và trên khi mà lắng đọng của các acid uric ở trên các mô khớp thì nó sẽ gây ra tình trạng gọi là bệnh gút. Và cái nồng độ gọi là cái mức độ tăng cái acid uric đó thì nó đã được người ta cũng đã thống kê thấy trong những cái nghiên cứu thuần tộc, mặc dù là hồi cứu với rất là hơn 1.000 bệnh nhân ở cái tuổi trung niên, thì họ nhận thấy rằng là cái acid uric tăng cao nó là một cái yếu tố dự báo mạnh mẽ cho cái tình trạng tử vong chung cũng như là tử vong tim mạch. Và vì nó là một cái, và họ nhận thấy rằng vì nó là một cái dấu ấn không bị chi phí không cao, nên là có thể sử dụng để gọi là sử dụng để tiên lượng được các yếu tố tử vong của tim mạch cũng như là tử vong chung. Mà các nghiên cứu khác, một số khác thì cũng nhận thấy, giống như là nghiên cứu trong cái môn nghiên cứu Monica Ausubert, thì họ nhận thấy là tăng acid uric là cái yếu tố nguy cơ độc lập với tử vong do mọi nguyên nhân và khả năng tử vong do tim mạch. Trong nghiên cứu NHANCE-1 là nghiên cứu về cái sức khỏe quốc gia ở Mỹ, thì họ thấy rằng là tăng mỗi 0.1mg trên delit acid uric thì sẽ làm tăng cái nguy cơ tử vong toàn bộ lên 9% và tăng nguy cơ tử vong trên tim mạch lên 19% ở nam giới, và ở nữ giới thì thấy tăng nguy cơ tử vong toàn bộ lên 26% mà nguy cơ tử vong do tim mạch lên 30%. Trong nghiên cứu về LIFE, nghiên cứu LIFE là nghiên cứu mà chúng ta trước đây biết là cái về thuốc lô sắc tăng, vai trò của thuốc lô sắc tăng, thì nhận thấy là cái vụ mối liên quan giữa cái acid uric và biến cố tim mạch ở các bệnh nhân mắc cái bệnh động mạch vành. Còn trong nghiên cứu MERIT thì họ nhận thấy thực hiện cũng ở với một con số bệnh nhân rất là nhiều, trên 12.000 bệnh nhân ở nam giới, và họ theo dõi khá là dài trên 6 năm, thì cũng nhận thấy là acid tăng acid uric và gút là các yếu tố nguy cơ độc lập dẫn đến cái tình trạng nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân. Tuy nhiên thì cũng có hai cái nghiên cứu họ nhận thấy, là nghiên cứu ARIC là nghiên cứu về tình trạng sơ vữa, cũng như nghiên cứu Framingham, thì lại nhận thấy là không có liên quan gì giữa cái acid uric cũng với cái tần suất của bệnh tim mạch. Và chúng ta thấy là đối với cái nghiên cứu Framingham là cũng cái nghiên cứu họ thực hiện đến trên 100.000 bệnh nhân, và họ không nhận thấy được cái mối liên quan nào giữa cái acid uric cũng như là cái các bệnh lý tim mạch nói chung. Mặc dù vậy thì cái vai trò gọi là cái hậu quả của acid uric dẫn đến cái tình trạng tăng huyết áp thì cũng đã được nghiên cứu, đã được thực hiện gọi là thấy ở trong kể cả các bằng chứng lâm sàng cũng như là cái cơ chế bệnh sinh, thì người ta đây họ nhận thấy rằng là tăng acid uric xuất hiện khoảng từ 25-40% dân số tăng huyết áp không điều trị, và xuất hiện ở 80% các cơn tăng huyết áp ác tính, và cũng thường xuất hiện khi mà đối với các tình trạng tăng huyết áp tiên phát, là đa số chúng ta thấy là bệnh nhân tăng huyết áp là tăng huyết áp tiêm phát, còn các tăng huyết áp có nguyên nhân thì ít hơn. Các tăng huyết áp mới khởi phát, và đặc biệt là các tăng huyết áp mà có mới khởi phát nhưng lại có microalbumin niệu, và cái tăng acid uric nó song hành cùng với cả tăng huyết áp tâm thu cũng như tăng huyết áp tâm trương. Và đối với cái việc này, người ta tìm cái cơ chế, đó là cái có hai cái cơ chế liên quan đến cái tăng huyết áp gây ra bởi acid uric, đó là ở giai đoạn sớm thì cái nó mới chỉ gây ra tổn thương, gây rối loạn nội mạc và từ giảm rối loạn nội mạc, nên là giảm sinh cái NO dẫn đến cái tình trạng co mạch ở mạch thận và gây ra tình trạng tăng huyết áp. Và cái tăng huyết áp này nó có thể đảo ngược lại khi mà được điều chỉnh giảm cái acid uric. Nhưng ở giai đoạn muộn, những cái tổn thương của cái acid uric đã gây ra những cái phản ứng tăng viêm, tăng sinh, tăng viêm, gây ra sơ hóa mạch cầu mạch thận, thì nó sẽ không được đảo ngược lại khi mà chúng ta điều trị giảm acid uric, và gọi là tăng huyết áp nhạy cảm với muối. Còn cái tăng huyết áp mà còn điều chỉnh được với cái acid uric thì gọi là tăng huyết áp không bị ảnh hưởng bởi muối. Về mối liên quan giữa acid uric với cái hội chứng chuyển hóa, đề kháng insulin và đái tháo đường thì cũng được nhận thấy ở trong các nghiên cứu NHANCE-3, họ nhận thấy là tăng tần suất cái bệnh nhân hội chứng chuyển hóa ở người mà mặc dù có BMI bình thường nhưng mà có tăng nồng độ cao cái acid uric máu. Và cái tần số mà thể hiện là cái tần suất xuất hiện cái hội chứng chuyển hóa ở nhóm có acid uric máu dưới 6mg trên delit là khoảng 18.9%, trong khi mà acid uric trên hẳn 10mg trên delit thì 70%. Và cái acid uric nó là một cái yếu tố độc lập trong cái việc phát triển cái hội chứng béo phì, cường insulin máu cũng như là đái tháo đường.
Vậy thì cái axit uric nó sẽ liên quan đến cái sơ vữa động mạch như thế nào, thì cái với cái vai trò mà kích thích cái hệ thống hoặc gọi là các phản ứng stress oxy hóa reactive oxygen oxidative stress rồi sản sinh ra các cytokine và kích hoạt các hệ thống viêm và các tế bào viêm đó sẽ sản sinh ra cả các chất gọi là chất viêm chuyên nghiệp cũng như là các chất chống viêm, và trong cơ thể thì bao giờ cũng có hai quá trình song hành với nhau, vừa để gọi là mâu thuẫn để cùng phát triển. Thế thì các yếu tố mà viêm chuyên nghiệp đó thì nó sẽ lại là ảnh hưởng đến cái việc mà gây ra cái tình trạng đề kháng insulin cũng như rối loạn chức năng tim, và các yếu tố chống viêm thì nó sẽ chống lại cái tình trạng đó, nhưng mà nó cũng sẽ kích thích tăng sinh các tế bào, làm tăng cả phì đại, dẫn đến tình trạng là phì đại cơ tim và xơ hóa cơ tim. Đấy, và hai cái quá trình đó nó đóng góp vào cái việc là tổn thương cái hệ tim mạch. Và cái trong cái thống kê thì đối với các nghiên cứu cho thực các trên thực hành lâm trên gọi là các bằng chứng lâm sàng thì nhận thấy trong cái NIHAN 1 cái cấp tăng axit uric nó liên quan đến tăng 48% nguy cơ đột quỵ ở não phụ nữ khi mà tăng cái 1,1 mg/dL của axit uric. Giờ, trong nghiên cứu ARIC thì lúc trước họ thấy rằng là không lấy liên quan với tim mạch nói chung, nhưng mà họ có mối liên quan độc lập giữa axit uric với đột quỵ. Và mối liên quan giữa cái axit uric với cả cái bệnh động mạch vành thì có cái sự đối lập, đó là trong nghiên cứu MARIT thì có thấy liên quan, trong nghiên cứu AMORIT thì cũng có thấy, nhưng trong nghiên cứu ARIC và Framingham thì không vậy, không thấy. Về giữa axit uric và suy tim thì chúng ta cũng nhận thấy rằng thường gặp ở các bệnh nhân suy tim, một phần có thể là xuất hiện ở các bệnh nhân đã suy tim mãn tính đã được từng dùng lợi tiểu, thì nó cũng đã là một trong cái nguyên nhân mà gây lên tăng axit uric, và cũng có thể xuất hiện kể cả ở các bệnh nhân chưa phải lần đầu xuất hiện với chúng ta. Trong cái nghiên cứu về cardiovascular health study thì nhận thấy là tăng 1 mg/dL axit uric nó tăng 12% cái tần suất suy tim. Trong nghiên cứu Framingham, Offspring thì cũng nhận thấy là tần suất suy tim tăng lên 6 lần ở các nhóm có tăng axit uric lên trên 6,3 mg/dL so với cái nhóm mà dưới 3,4 mg/dL. Tần suất này nó cũng tăng dần lên, tức là ở cái mức độ bệnh nhân suy tim nhập viện tùy theo từng mức độ suy tim, thì đối với cái suy tim phải mãn tính phải nhập viện ra có tình trạng biến cố cấp lên thì cái tần suất có tăng axit uric cũng chiếm lên đến 51%. Và xuất hiện cao ở các bệnh nhân có suy tim mãn tính ở giai đoạn cuối ở và suy mòn. Đặc biệt nữa là khi mà bệnh nhân được điều trị suy tim được cải thiện được cái chỉ số NIHA cũng như là cải thiện được cái chỉ số VO2 max thì các nồng độ axit uric cũng lại giảm xuống. Và tăng cái axit uric đấy thì nó có liên quan chặt chẽ với cả các tình trạng suy tim tâm trương nhiều hơn so với suy tim tâm thu. Và cuối cùng thì họ nhận thấy rằng là cái yếu tố tăng axit uric là một cái yếu tố dự báo sống còn ở các bệnh nhân suy tim mãn tính nặng ở mức độ 3-4, đó là các bệnh nhân mà có nồng độ axit uric trên 9,5 mg/dL thì cái nguy cơ tử vong nó tăng lên 7,4 lần. Về giữa axit uric và dung nhĩ thì trong cái nghiên cứu European họ nhận thấy thực hiện trên 6.000 bệnh nhân nhận thấy rằng cái tần suất dung nhĩ tăng cao hơn ở các nhóm mà bệnh nhân có tăng axit uric máu. Và nghiên cứu khác họ thực hiện trên các bệnh nhân đái tháo đường thì cũng thấy là liên quan giữa tăng axit uric liên quan đến tần số dung nhĩ. Cái cơ chế mà liên quan giữa axit uric và dung nhĩ thì cũng chưa được giải thích, nhưng mà họ cũng nghĩ đến rằng là cấu trúc nhĩ liên quan đến tình trạng viêm, các stress oxy hóa, và thật ra thì cái này nó cũng liên quan giống như là liên quan giữa dung nhĩ và các bệnh nhân tăng huyết áp. Đặc biệt thì họ nhận thấy rằng là cái mối liên quan đó thì gặp nhiều ở nữ hơn là ở nam giới, thì có thể liên quan đến có vai trò của cái estrogen khi trong cái vai trò bảo vệ chức năng nội mạc và làm giảm axit uric thì xuất hiện nhiều hơn khi mà bệnh nhân đi vào độ tuổi mãn kinh. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tăng axit uric nó liên quan đến là rối loạn chức năng nội mạc để kháng insulin và các stress oxy hóa dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, rồi rối loạn chức năng nội mạc gây ra kết dính tiểu cầu, kích hoạt cái hệ thống RAS và gây ra cái bệnh lý xơ vữa nói chung kể cả các mạch máu, và cái tình trạng viêm cũng stress oxy hóa và các xơ cơ tim gây ra giãn nhĩ trái và dẫn đến tình trạng dung nhĩ. Rồi các tăng cái axit uric đó khẳng định các oxy hóa kích thích các tế bào viêm làm tăng sinh các tế bào và gây ra tình trạng phì đại cơ tim, rồi từ đó dẫn đến cái suy tim. Đối với cái hậu quả của cái tăng axit uric nó thì cũng đã thấy được thực hiện qua nhiều nghiên cứu là có liên quan đến cái tử vong tim mạch, liên quan đến nhồi máu cơ tim và các bệnh lý xơ vữa. Tuy nhiên thì cũng chưa có một cái nào họ nói được rằng là cái tăng axit uric này là nguyên nhân hay là nó cũng chỉ là các yếu tố nguy cơ tương đương như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay đái tháo đường mà liên quan đến bệnh lý tim mạch hay thôi. Nhưng mà có một cái ngưỡng liên quan đến cái tổn thương tim mạch, đó là trên 7 mg/dL ở nam và trên 6 mg/dL ở nữ. Và đối với các đối tượng nguy cơ
cao, tức là có thêm các yếu tố nguy cơ tim mạch, thì cái ngưỡng này sẽ giảm xuống khoảng mức 5,5 mg/dL. Tức là cái giới hạn này cũng chính là cái giới hạn mà giá trị bình thường của cái acid uric của chúng ta làm xét nghiệm. Để điều trị cái tình trạng đó, về điều trị tình trạng giảm acid uric hay là có đây thì chúng ta sẽ đi vào thêm cụ thể và trong cái tình trạng tùy từng tình huống. Nhưng trước tiên thì những cái thay đổi mà chúng ta sẽ không ảnh hưởng nhiều, đó là cái việc mà cần phải thay đổi về cái lối sống, đó là cái giảm cân. Chúng ta cần phải giảm và tránh các đồ uống có cồn, giảm đồ ăn vặt và các bánh kẹo ngọt và tập thể dục, thì tức là những cái biện pháp nó cũng không có ảnh hưởng và thường là có lợi cho người bệnh. về các điều trị của giảm cái acid uric thì cũng chưa có một cái khuyến cáo tim mạch nào nói về cái vấn đề của điều trị thuốc giảm acid uric. Thì chúng ta cùng thử nhìn vào cái khuyến cáo của cái hội thấp ở Hoa Kỳ gần đây là năm 2020, họ khuyến cáo về các thuốc điều trị gút và các bệnh nhân gút cũng như tăng acid uric thì liên quan đến tim mạch, và như vậy các thuốc điều trị nó cũng sẽ có liên quan đến cái vấn đề tim mạch, thì chúng ta cũng sẽ nhìn xem là nó có ảnh hưởng như thế nào. Thì họ thấy họ khuyến cáo rằng là sẽ chỉ định điều trị cái thuốc giảm acid uric máu cho các bệnh nhân mà xuất hiện trên một lần xuất hiện các hạt tô phi, cũng như là các bệnh nhân mà đã có trên 2 cái cơn gút lần trên một năm, tức là cái tần suất xuất hiện nhiều, là họ sẽ khuyến cáo mặc định khi mà có nồng độ acid uric cao trên cái giới hạn bình thường là cần phải sử dụng các thuốc làm giảm cái acid uric. Đối với cái bệnh nhân mà có tần suất mà có một cơn đau gút thôi, nhưng mà cái tần gọi là tần suất xuất hiện cơn đau dưới 2 lần trên 1 năm, tức là có thể cách 3 năm có một cơn, sau đó thì 3 năm sau mới có một cơn, thì họ cũng khuyến cáo là vẫn giảm dùng điều các thuốc giảm acid uric, tuy nhiên ở cái mức yếu hơn. Còn đối với các bệnh nhân mà có cái cơn đau đầu tiên của cái lần đầu tiên xuất hiện cái cơn đau của gút thì mà có tăng acid uric, thì họ cũng chưa khuyến cáo sử dụng các thuốc giảm acid uric, chỉ trừ trong một số các trường hợp đặc biệt, đó là khi mà bệnh nhân có suy thận độ 3, có nồng độ acid uric rất cao trên 9 mg/dL, hoặc là có các sỏi thận, thì họ mới khuyến cáo là sử dụng thuốc giảm acid uric cho bệnh nhân xuất hiện cái cơn đau lần tiên. Thế còn đối với các bệnh nhân mà có tăng acid uric mà không có triệu chứng, tức là không có một chút về cơn đau khớp, không có cái tiền sử bệnh thận các thứ này, thì họ cũng không khuyến cáo, họ chống chỉ định là sử dụng cái thuốc giảm cái acid uric đó. Về điều trị thuốc giảm acid uric thì họ khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc ức chế cái men xanthin oxidase, cụ thể là họ khuyến cáo sử dụng cái allopurinol, thậm chí kể cho các bệnh nhân mà suy thận độ 3 là bao giờ cũng là cái lựa chọn đầu tiên. Thế còn đối với cả các mẹ và họ khuyến cáo cái men đó, cái thuốc allopurinol đó hơn cả cái probenecid, cho kể cả các đối với các bệnh nhân mà suy thận độ 3. Thế còn đối với cả các bệnh nhân và khi đối với các bệnh nhân mà sử dụng cái allopurinol cũng như là febuxostat thì họ khuyến cáo rằng là cần phải tăng dần liều để đạt được cái hiệu quả, đạt được cái nồng độ acid uric đó, chứ còn chúng ta không phải là dùng cố định ở cái liều đó mà cứ dùng như vậy, mà chúng ta cần phải thay đổi cái liều thuốc để đạt được cái nồng độ acid uric chúng ta mong muốn, và tất nhiên là sẽ phải bắt đầu từ cái liều thấp tăng dần. Về cái thuốc về các thuốc chống viêm thì họ khuyến cáo sử dụng các thuốc như là thuốc colchicine, NSAID hoặc là corticoid hơn là các thuốc gọi là không, nếu như mà có xuất hiện bệnh nhân có xuất hiện các cơn đau gút và bệnh nhân có tăng acid uric thì họ vẫn dự phòng, mặc dù khi có thể hết cơn đau rồi nhưng mà họ vẫn dự phòng các thuốc chống viêm này, và cái tình trạng dự phòng cái cơn đau đó thì vòng thuốc đó kéo dài từ 3 đến 6 tháng hơn là chỉ dùng ngắn hơn 6 tháng, dưới 3 tháng. Đó, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc đối với cả cái nếu như đối với các bệnh nhân mà cần điều trị tim mạch, bởi vì còn tương tác giữa các thuốc đó. Và mục đích của một cái mục tiêu để giảm acid uric thì người ta sẽ phải sử dụng các thuốc tăng dần liều và có thể phần phối hợp thêm nếu như chưa đạt mục đích, để làm sao để đưa được cái acid uric đó dưới 6 mg/dL, chứ họ cũng không khuyến cáo, họ không khuyên chúng ta là cứ dùng cố định một thuốc và không có một cái mục tiêu đối với cái acid uric đó. Đối với cái allopurinol thì chúng ta là cái người dân Việt Nam là nằm trong cái khu vực Đông Nam Á, thì họ khuyến cáo rằng là sẽ nên test mặc định cái HLA B-SAO-58201 đối với các người dân ở cái vùng nguy cơ cao có dị ứng với thuốc này, đó là vùng Đông Nam Á, các dân vùng Mỹ, gọi là Mỹ
Mỹ Phi thì là sẽ nên sử dụng cái test này. Thế còn cũng không phải là khuyến cáo sử dụng test thường quy, nhưng mà vì chúng ta là khu vực Đông Nam Á thì trước khi sử dụng chúng ta sẽ nên làm cái test gen này. Và hiện nay thì biết là ở bệnh viện Bạch Mai thì có cái nghiên cứu như là thực hiện tại bệnh viện Vinmec là có làm cái test dị ứng cái thuốc allopurinol đó. Với febuxostat thì bởi vì là có một số những cái nghiên cứu sau này về phía sau chúng tôi sẽ đề cập đến, đó là nó có liên quan đến cái vấn đề về tim mạch nên là họ cũng không khuyến cáo là sử dụng cho cái thuốc đầu tiên, và nếu như có các vấn đề tim mạch thì họ cũng trong khi khuyến cáo của hội thấp Mỹ họ cũng khuyến cáo là không lựa chọn. Và chỉ có lựa chọn cái thuốc đó khi mà trong bệnh khuyến cáo họ nói rằng nếu như chúng ta không sử dụng cái thuốc gọi là ức chế men xanthin oxida này, là cái allopurinol cho lần đầu tiên, nếu như mà bệnh nhân không dung nạp thì chúng ta mới chuyển đổi thuốc, chứ còn nếu không thì cũng không luôn luôn là khuyến cáo sử dụng cái allopurinol đầu tiên. Và song hành với việc điều trị thì họ cũng khuyến cáo cần phải giới hạn về cái cồn, giới hạn các thực các đồ uống có cồn, các thực phẩm có dầu purin, các thực phẩm có nồng độ cao cái đường fructo, và cần phải giảm cân. Đấy, còn đối với cả vitamin C có một số những quan điểm trước đây là bổ sung vitamin C thì trong khuyến cáo họ cũng khuyên rằng là cũng không bổ sung một cách thường quy như vậy. Rồi cũng sẽ quan tâm đến các bệnh lý đồng mắc với người bệnh thì trong khuyến cáo họ cũng đề cập đến là có thể xem xét sẽ chuyển những cái thuốc mà có sử dụng như thuốc lợi tiểu chẳng hạn như là hydrochlorothiazid, hoặc là và trong khuyến cáo họ không có bắt là phải ngưng gì hết đối với cả cái liều thấp, kể cả liều thấp của aspirin, tức là các bệnh nhân cần chỉ sử dụng thì vẫn sử dụng được, và không chuyển đổi cái thuốc mỡ máu hay là sang cái fenofibrat. Đối với các thuốc chống viêm thì họ cũng ưu tiên dùng các dòng thuốc thông thường như colchicine, NSAID và glucocorticoid thay vì là dùng các thuốc ức chế các interleukin 1. Các thuốc ức chế interleukin 1 này thì chưa được FDA phê duyệt cho cái việc sử dụng trong gút. Và cái sơ đồ để mà điều trị cái sử dụng điều trị các thuốc mà giảm acid uric thì họ thấy rằng là xác định chẩn đoán là có một cái trên 2 cơn gút, hoặc là có các vấn đề về sỏi thận, các suy thận độ 3, các bệnh vấn đề các có các hạt tô phi, thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng các thuốc giảm acid uric, và trước khi sử dụng đó thì người ta sẽ nhìn nhận xem có vấn đề về tim mạch hay không. Nếu có vấn đề tim mạch thì trong khi khuyến trong một cái sơ đồ họ sẽ thấy rằng là sẽ tránh dùng cái febuxostat đầu tiên. Sau đó thì họ sẽ lượng định cái chức năng thận, và nếu như chức năng thận trên 60 thì người ta sẽ bắt đầu ở cái liều allopurinol từ 50 đến 100mg một ngày. Và nếu như mức lọc cầu thận mà từ 30 đến 60 thì họ sẽ bắt đầu là khoảng 50mg một ngày, hoặc đối với febuxostat thì là 80mg trong 2 ngày, hoặc là có thể là một nửa viên trong một ngày. Thế còn nếu như mức lọc dưới 30 thì người ta sẽ sử dụng febuxostat 80mg trong mỗi 2 ngày hoặc là 40mg mỗi ngày. Rồi sau đó thì người ta sẽ phải tăng dần liều, mỗi 50mg cho allopurinol và 40mg cho febuxostat sau mỗi 2 đến 4 tuần khi mà người ta check cái nồng độ acid uric chưa đạt liều mục tiêu. Và khi acid uric đạt mục tiêu tức là dưới 300 micromol trên lít thì họ sẽ giữ nguyên liều. Thế còn nếu như từ 300 đến 360 thì họ có vẫn giữ nguyên liều đó và sẽ thêm một cái thuốc nữa để giảm acid uric. Và nếu mà trên 360 thì họ cũng sẽ xem xét là sử dụng thêm các thuốc đào thải acid uric qua đường tiết niệu. Làm sao để mục tiêu là phải đưa được cái acid uric ít nhất là dưới 360 micromol trên lít. Và sau đó thì họ sẽ theo dõi 1 đến 2 lần mỗi năm rồi sẽ lại ra giảm liều cái liều thuốc giảm acid uric đó. Về tương tác ảnh hưởng của các thuốc điều trị gút đó đối với gút thì chúng ta thấy là probenecid nó là một cái thuốc mà ức chế những cái thụ thể urat cũng như là TPP2. Sau này sẽ có một cái nghiên cứu họ nói đến cái vai trò của cái ức chế kích thích cái thụ thể TRPV2 này. Thế thì cái thuốc này nó có thể sử dụng chỉ định trong các bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, bệnh lý tim thiếu máu cục bộ và các tai biến. Nhưng họ sẽ chống chỉ định trong các bệnh là bệnh thận mãn tính, rồi tình trạng sỏi thận, vì đây là cái thuốc cũng tăng cái đào thải cái acid uric. Allopurinol là một cái thuốc ức chế enzyme xanthin oxidase thì có thể chỉ gọi là sau đó nó sẽ ức chế tổng hợp tạo ra từ cái purin để chuyển sang cái acid uric, và có thể sử dụng ở các cơn đau ngực tái diễn, ở các bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân suy tim, và chống chỉ định độc tố có thể qua lên nếu mà cái chức năng thận có mức lọc dưới 30ml trên phút, và các bệnh và chú ý đến cái tình trạng là bệnh nhân có thể hay có dị ứng.
febuxostat thì chúng ta cũng có thể áp dụng cho các bệnh nhân tim mạch nhưng mà chỉ là tăng huyết áp. Thế còn lại khi mà đối với các tình trạng bệnh nhân có suy tim hay các bệnh nhân có bệnh gan thì họ cũng không sử dụng. Về colchicine thì trừ ngoài cái việc mà điều trị gút, chúng ta cũng thường xuyên là sử dụng cho các bệnh nhân có viêm màng ngoài tim mãn tính, rồi các bệnh nhân mà có hội chứng sau mở tim mà có rung nhĩ. Đấy, nhưng mà có lẽ ở đây trong cái bài đó thì họ thấy là tránh sử dụng cho các bệnh nhân suy tim mà thật ra chúng ta vẫn sử dụng, rồi các bệnh nhân gan. Còn các thuốc X-ray interleukin 1 thì FDA chưa phê duyệt và chúng ta cũng không phải là chuyên sử dụng để với các thuốc này cả. Thì vẫn có thể sử dụng được các bệnh nhân tim mạch, chỉ có lưu ý về cái tình trạng nhiễm trùng cũng như là các tình trạng nhiễm trùng đang hoạt động. Các bệnh nhân gút thì chúng ta thấy là thường vào cũng rất dễ sốt, rồi dễ viêm, dễ nhiễm trùng các hạt tô phi. Do vậy là khi mà có lẽ vì vậy mà cái thuốc này cũng chưa được gọi là áp dụng. Một phần các thuốc nữa thì chúng ta cần thấy rằng là các thuốc kháng viêm đó thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái thuốc corticoid. Đó là những cái thuốc đấy nó có thể gây ra cái tình trạng dao động đường huyết, mà nhiều khi là khi bệnh nhân có cơn đau, bệnh nhân sử dụng thì đường huyết của bệnh nhân tăng lên rất là thất thường, nhưng sau đó bệnh nhân đỡ, bệnh nhân tự ngưng cái thuốc, những cái thuốc đó thì cái đường huyết lại bị tụt xuống. Thì chính nếu như mà nó sẽ là một cái vấn đề khi mà ngồi phòng khám, nếu chúng ta không khảo sát kỹ thì có thể bị gọi là dẫn đến tình trạng tăng đường huyết chưa kiểm soát được và gây hạ đường huyết quá mức đối với cả người bệnh nếu như chúng ta kiểm soát chặt. Về vì sao thì cái thuốc allopurinol đấy nó được đề cập đến nhiều là bởi vì cái nghiên cứu này nó thực hiện từ năm 2002 và mặc dù chỉ có với 10 bệnh nhân của cái nhóm mà có nồng độ acid uric bình thường và 9 bệnh nhân ở cái nhóm có acid uric tăng, nhưng ở các bệnh nhân có vấn đề suy tim mãn tính thì họ sử dụng những cái thuốc mà để đánh giá cái tình trạng gọi là giảm giãn được cái mạch ngoại biên, thì họ nhận thấy rằng ở các bệnh nhân mà có sử dụng cái thuốc ức chế xanthin oxida, cụ thể là allopurinol đó, nó có giúp giảm được cái tình trạng giãn mạch ngoại biên và như vậy nó giảm được cái công tải cho tim, nên là nó có vai trò ở các bệnh nhân suy tim mãn tính. Sau đó thì các người cũng không có một cái nghiên cứu nào đề cập đến nữa, thì sau này thì người ta lại lấy cái thuốc allopurinol đó như một cái thuốc chuẩn và các thuốc khác làm cái nghiên cứu so sánh của cái thuốc đó với cả cái allopurinol. Thì một cái nghiên cứu ở trong tạp chí New England với 6.000 bệnh nhân, họ thấy vai trò so sánh vai trò của febuxostat với cả allopurinol trong cái hiệu quả an toàn tim mạch, thì họ thấy rằng là cái febuxostat không thua kém cái allopurinol trong các vấn gọi là xuất hiện các biến cố tim mạch. Tuy nhiên thì khi vào cụ thể hơn thì sẽ thấy rằng là nó có tăng một chút cái tỷ tăng nhẹ cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái tử vong do tim mạch, mặc dù là cái chưa có ý nghĩa thống kê. Sau đó thì chính sau cái thời điểm đấy thì cái febuxostat đấy bị rút, FDA rút cái gọi là cái chỉ định cho các bệnh nhân tim mạch, nhưng sau đó thì họ lại thực hiện một cái nghiên cứu khác, nghiên cứu thuần tập khác, tiến hành trên những 99.000 bệnh nhân nam giới, thì họ nhận thấy rằng là cái nguy cơ tim mạch này còn thấp hơn ở cái nhóm sử dụng febuxostat đó ở các bệnh nhân tim mạch. Thì sau đó thì cái febuxostat này nó đã được cấp phép lại, được sử dụng. Tuy nhiên thì cũng còn nhiều cái tranh luận giữa các quan điểm. Thế nên là mặc dù vậy thì hiện nay thì họ cũng chưa ưu tiên sử dụng cho các bệnh nhân có vấn đề về tim mạch. Đối với probenecid thì cũng làm họ cũng thực hiện một cái nghiên cứu mà so sánh với allopurinol trên một cái nghiên cứu thuần tập với số lượng bệnh nhân rất là lớn, trên 38.000 người cao tuổi điều trị, thì họ thấy rằng là cái thuốc febuxostat này giúp giảm được cái nguy cơ tim mạch bao gồm cả các biến cố về nhồi máu cơ tim, đột quỵ và cái suy tim mất bù khi mà so sánh với cái allopurinol. Nghiên cứu thì thực hiện ở trên các bệnh nhân, họ chỉ đánh giá về cái kết cục cuối cùng là về nhồi máu cơ tim cũng như đột quỵ ở các bệnh nhân có các vấn đề về tim mạch nói chung ở các người cao tuổi. Và có một cái nghiên cứu khác còn đặc biệt hơn, đó là họ thấy rằng họ sử dụng probenecid và họ không đề cập gì đến cái nồng độ acid uric ở các bệnh nhân này mà chỉ thực hiện ở trên các bệnh nhân suy tim, thì bởi vì là trên cái thuốc này nó có cơ chế của nó là tác dụng trên cái thụ thể và cái thụ thể đó thì nó có vai trò làm tăng kích hoạt cái kênh canxi và do vậy nó làm tăng cái co bóp cơ tim. Thì mà cái nghiên cứu này họ thực hiện có một tuần và thấy rằng là cái probenecid để nó cải thiện chức năng tim bằng cách là cải giảm cái triệu chứng của suy tim cũng như là cải thiện được cái phân suất chống máu sau một tuần điều trị nhờ vào cái sự phát triển cái độ nhạy của kênh canxi ở trên các tế bào cơ tim. Tuy nhiên thì có thể là cái nghiên cứu thực hiện có một tuần nên là cái giá trị nó cũng sẽ không được cao.
Rồi gần đây thì cũng trong năm 2021 có một cái nghiên cứu đối với cả cái thuốc Benzbromarone là một cái thuốc tăng đào thải axit uric qua thận giúp giảm axit uric, thì cũng nhận thấy là cái thuốc Benzbromarone này so sánh với allopurinol thì cải thiện hơn về các tử vong do mọi nguyên nhân cũng như là các biến cố tim mạch so với allopurinol. Vậy thì cuối cùng lại thì kết luận lại là cái nồng độ axit uric máu cao thì phối hợp với các bệnh lý về tim mạch và cái thông qua cái việc là nó kích hoạt cái hệ thống RAA là một trong cái nguyên nhân mà nó gây ra tổn thương cái hệ thống tim mạch. Một các nghiên cứu họ cũng nhận thấy nếu mà giảm được nồng độ axit uric ở người bệnh có nồng độ axit uric cao thì có thể dự phòng được một phần những cái tổn thương của cơ quan đích. Các thuốc mà ức chế mesenchymal oxidase, cụ thể là allopurinol thì đang được coi là một cái thuốc giảm nguy cơ tim mạch, gọi là nó giúp giảm nồng độ axit uric máu cao mà không ảnh hưởng đến cái vấn đề về tim mạch. Và đối với các bệnh nhân là sử dụng allopurinol thì cần phải test cái HLA-B5801 trước khi sử dụng, đặc biệt là đối với cái người ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần thêm nhiều cái nghiên cứu về các mối liên quan giữa nồng độ axit uric máu cũng như các phân tầng nguy cơ về tim mạch và cái đích để giảm cái axit uric để giảm cái nguy cơ tim mạch đó. Mời trình bày với em đến đây là hết ạ. Xin chân trọng cảm ơn.